Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Toàn Meter. Anh em biết đấy, Duy Ngã Độc Tôn là tác phẩm của tác giả Tiểu Đạo Phong Lợi, là bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp dị giới. Bộ truyện xoay quanh nhân vật Tần Nập xuyên không đến dị giới, từng bước quật khởi và bước lên đỉnh cao Duy Ngã Độc Tôn. Ok, và ở clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một số thông tin về tác phẩm cũng như là hệ thống tu luyện trong bộ Duy Ngã Độc Tôn này nhé. Trước khi đi vào chủ đề clip ngày hôm nay, các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đầu tiên sẽ là giới thiệu về nhân vật, về nam chính, Tần Nập. Trước khi xuyên qua Thiên Nguyên Đại Lục là một cô nhi, lúc 13 tuổi được một lão đạo sĩ nhận nuôi. Lão đạo sĩ tinh không công phu nội ngoại, cũng ở trăm tuổi sáng tạo ra một bộ công pháp độc môn tên là Tiên Thiên Tử Khí Quyết. Sinh ra ở Thanh Long Thành, từ nhỏ được coi là con riêng, mẫu thân là Tần Hàn Nguyệt. Kỳ thật là gia tộc bị Tần gia diệt, từ nhỏ đã được Tần gia nuôi lớn, phụ thân là Tần Văn Hiên trên huyền đảo. Bởi vì quan hệ lợi ích, Tần Nập cùng với thượng quan Thi Vũ đính hôn, sau đó rời khỏi Tần gia, ở Hoàng Sa Thành tứ đại cấm địa Phượng Hoàng Hồ, đạt được Ô Quận Vương truyền thừa, độc thượng huyền đảo tìm kiếm mẫu thân, khiến cho Tần gia huyền đảo cường đại lên, sau đó thành lập Viêm Hoàng Phái, cuối cùng chém Thông Thiên Đại Đế, thống nhất thượng hạ giới, sau đó đi vào vực giết kiếm Trần Tử, cuối cùng thống nhất toàn bộ thượng giới, hạ giới trong vực cùng ngoại vực, cũng đem 8 khối phân nhiệt đại lục hợp nhất, có bảo vật Kim Hoàng Trung của sư phụ Hô Diên Bác, Ẩm Huyết Kiếm, Thần Miếu, kỹ năng thì có Cửu Thiên Thập Địa, Duy Ngã Độc Tôn. Tiếp theo là các nữ chính. Đầu tiên là thượng quan Thi Vũ, từ nhỏ làn da xanh lam, từ nhỏ đã đính hôn với Tần Nập bởi vì thể chất là Tiên Thiên Linh Thể, bị Diệp Mẫn Dục đưa vào huyền đảo. Tần Nập thương tâm muốn chết, sau đó Tần Nập lên huyền đảo, trải qua một phen trắc trở, rốt cuộc đón được Thi Vũ trở về, sau đó gả cho Tần Nập là Tần Nập chính thê. Hơn nữa cư nhiên không có lòng đố kỵ, tích cực giúp chồng tìm hậu cung. Có thể nói hậu cung phía sau nhiều như vậy chính là kết quả của Thi Vũ tác hợp cùng Dung Túng. Tiếp theo là Tần Tuyết, thị nữ đi theo Tần Lập, vẫn chiếu cố mẹ của Tần Lập. Mẹ của Tần Lập thu làm con gái nuôi, sau đó cũng ở cùng với Tần Lập. Tiếp theo là Bộ Vân Yên, là Tần Lập lúc đầu trải qua những người quen biết ở Hoàng Sa Thành, sau đó chậm rãi thích Tần Lập. Sau cùng lệnh Hồ Phi Nguyệt, Triệu Thiên Thiên bị Hồ trưởng lão đưa vào Nguyệt Diêu Tiên, sau bái Vĩnh Xuân Thượng Nhân làm sư phụ. Tiếp theo là Lãnh Giao, là Tần Lập ngay từ đầu đã trải qua những người quen biết ở Hoàng Sa Thành, được thượng cổ luyện đan thư trở thành luyện đan đại sư. Có thể nói thế lực của Tần Lập trưởng thành, là người không thể thiếu, cũng thích Tần Lập. Tiếp theo là lệnh Hồ Phi Nguyệt, là tiểu hồ ly lúc đầu lịch lãm được Tần Lập cứu, về sau chậm rãi thích Tần Lập. Sau cùng Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên bị Hồ trưởng lão đưa vào Nguyệt Diêu Tiên, sau bái Vĩnh Xuân Thượng Nhân làm sư phụ. Tiếp theo là Triệu Tiêm Tiêm, là công chúa của Thanh Long Quốc. Khi Tần Nập ở Thanh Long Quốc trở thành lão sư chính thức của học viện, Triệu Tiêm Tiêm liền có hảo cảm với Tần Nập. Sau cùng Bộ Yên Vân, lệnh Hồ Phi Nguyệt bị Hồ trưởng lão đưa vào Nguyệt Diêu Tiên, sau bái Vĩnh Xuân Thượng Nhân làm sư phụ. Tiếp theo là Rắn hay là Xà, là Hoàng Kim Cung Hô Diên Bác năm đó nhận nuôi xả lữ, tự xưng là Tiểu Tuyết. Sau khi Tần Nập trở thành chủ nhân mới của Hoàng Kim Cung, đi theo Tần Nập, sau đó chậm rãi thích Tần Nập. Tiếp theo là Bạch Tuyết, là Hoàng Kim Cung Hô Diên Bác năm đó nhận nuôi Bạch Viên, sau khi Tần Lập trở thành chủ nhân mới của Hoàng Kim Cung, đi theo Tần Lập, sau đó cũng chậm rãi thích Tần Lập. Thượng Nhân Vĩnh Xuân, là Nguyệt Diêu Tiên Cung lão tổ tông, là Tần Lập tự nhân. Cơ Ngữ Yên, là ở cực bắc Bắc Tuyết, là môn chủ của Băng Tuyên Môn, cùng Tần Lập hai người nhất kiến trung tình. Sau khi chúng Xuân Độc kết hợp với Tần Lập, sau đó vượt lôi kiếp trở thành địa tiên. Tiếp theo là Lam Cung Tử Lăng, là sư tỷ của Tần Lập, bởi vì bóng tối của Ô Long Sơn làm cho nàng rời đi, nhưng cũng không có xuống tay với Lam Cung gia. Sau khi biết được Tần Nập đem Lam Cung gia diệt tộc trở về tế bái, bởi vì biết Ô Long Sơn tội là có nguyên nhân, bởi vậy không có trách tội Tần Nập, về sau chậm rãi cũng thích Tần Nập. Ngọc Châu, là hậu nhân của Thần Vương gia tộc, hậu nhân của Ô Quận Vương, sau khi thích Tần Nập do tiên hậu hứa gả cho Tần Nập. Linh Nhi, là Lữ Nhi Thú Vương, thú tộc thượng giới, bởi vì bị phụ thân Thú Vương bức thân đến hạ giới giải sầu, sau đó gặp được con trai của Tần Nập Đại Khí Vận, muốn lợi dụng Tần Nập, cuối cùng thích Tần Nập. Diệp Kỳ, là công chúa của lục địa, bởi vì Tần Nập cứu nàng mà đi chín nơi đoạt được nước mắt thiên sứ, sau đó thích Tần Nập. Hoa Phượng Hoàng, là người ngoại vực, bởi vì bị phụ thân bức thân lữ giả Lam Trang đi tới hạ giới giải sầu, gặp được Tần Nập làm hảo huynh đệ mấy trăm năm, về sau thích Tần Nập,
cùng Tần Nập ở ngoại vực gặp lại, tham dự trận chiến cuối cùng. Thủy Sinh Niên, chị gái, Thủy Hồng Bằng, em gái, là hậu nhân của cao cổ Chi Vương Thủy Hận Sinh, là chủ nhân của Như Ý Phường. Thủy Sinh Niên và Thủy Hồng Linh là tỉ muội ruột cùng cha khác mẹ, đều thích Tần Nập. Tiếp theo là một số các nhân vật khác. Đầu tiên là Hô Diên Bác, là thượng cổ luyện kim đại sư, đang đối kháng với Tử Đồng, Tử Vong, dùng một luồng thần thức sống trong Hoàng Kim Cung mấy chục vạn năm, đáng tiếc hy sinh bất phùng. Ô Trường Sinh, cảnh giới là bất tử chân thần, thê tử của Tiên Hậu, Tần Nập sư phụ Ô Quận Vương Tiên Tổ, thành lập giới thần vương gia tộc. Năm đó, Thông Thiên Đại Đế cũng chỉ có thể chờ Ô Trường Sinh đi vào vực, sau đó mới dám đem Ô ra diệt môn. Dưới sự trợ giúp của thê tử Tiên Hậu đi vào trong vực, ở trong vực oanh động nhất thời, sau đó bị Kiếm Trần Tử khống chế thành khôi lỗi. Cuối cùng Tần Nập cùng Kiếm Trần Tử quyết chiến, tạm thời lấy được lý trí, sau đó bị Kiếm Trần Tử giết chết. Ô Quận Vương là truyền thụ Duy Ngã Độc Tôn công pháp cho Tần Nập, cũng là hậu nhân của Ô Trường Sinh. Kiếm Trần Tử là người mạnh nhất ngoại vực, muốn thành thần, luyện hóa Tần Nập, cuối cùng bị giết chết. Tần Hàn Nguyệt là mẹ của Tần Nập. Tần Văn Hiên là cha của Tần Nập. Dưa Hấu là sư điệt của Tần Nập, đồ đệ của Tần Tuyết. Tiếp theo là các cấp bậc tu luyện. Bậc tham màu vàng, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, lục giai, thất giai, bát giai, cửu giai. Sau đó là huyền giai, cũng được chia làm từ cấp 1 cho đến cửu giai. Sau huyền giai là địa giai, cũng được chia làm từ cấp 1 cho đến cửu giai. Sau địa giai thì nó là bậc thang, từ cấp 1 cho đến cửu giai. Sau bậc thang nó là phá thiên cảnh, cũng được chia làm từ cấp 1 cho đến cửu giai. Sau phá thiên cảnh đó là chí tôn, được chia làm nhân tôn, địa tôn và thiên tôn. Sau chí tôn đó là hư không phá toái, cũng được chia làm nhân tôn, địa tôn, thiên tôn. Sau hư không phá toái đó là đan nguyên anh hóa, được chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Sau đan nguyên anh hóa đó là độ kiếp, cũng được chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Sau độ kiếp đó là địa tiên, cũng được chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Sau địa tiên đó là thánh chúa, được chia làm nhất đoạn, nhị đoạn, tam đoạn. Sau thánh chúa đó là vua, được chia làm nhất trọng cho đến ngũ trọng. Sau vua đó là đế vương, cũng được chia làm nhất trọng cho đến thất trọng. Sau đế vương đó là bất tử chân thần, và cuối cùng là sau bất tử chân thần. Một số phân chia khác, đầu tiên là phân loại thời gian, chia làm cao cổ, hoang cổ, thái cổ, trung cổ và cuối cùng là cận cổ. Về cấp bậc vũ khí sắc bén, vũ khí thông thường, sau đó là linh khí, bảo vật, kiếp khí hay là pháp bảo thánh chủ, thánh khí. Về duy ta cửu kiếm kiếm quyết, nhất kiếm, kiếm thứ hai là cuồng phong, kiếm thứ ba là giết đại, kiếm thứ tư là luốt chửng, kiếm thứ năm là sát thần, kiếm thứ sáu là lứt lẻ, kiếm thứ bảy là trảm thiên, kiếm thứ tám là núi sông vạn dặm, kiếm thứ chín là duy ngã độc tôn. Ok, trên đây là một số thông tin về tác phẩm cũng như là hệ thống tu luyện của bộ Duy Ngã Độc Tôn mà mình biết. Anh em thấy mình có thiếu điều gì hay có thắc mắc ở điểm nào thì hãy để lại xuống phần bình luận cho mình. Clip của mình là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.